Bác đang tìm một chiếc xe đời cao, giá rẻ thì các bác tham khảo cho em mẫu xe này nhá. Xe còn cực kỳ là mới luôn. Đây các bác xem này. Đấy, lốp dày và la dấu đúc của xe nhìn như kiểu là những chiếc xe sang luôn đúng không ạ? Đăng kiểm của xe tháng 3 năm 23 các bác nhá. Với lốp sơn của xe rất là sáng bóng đẹp đẽ đây. Các bác nhìn. Một mẫu xe siêu lành bền tiết kiệm nhiên liệu. Đó là quan tâm xem video này cho em. Đây các bác nhìn nhá. Là cái quyển sách hướng dẫn sử dụng của xe còn chưa bóc tem này, vẫn còn ni lông này các bác nhìn này. Đấy, chưa bóc các bác nhá. Đấy, màn hình giải trí đầy đủ. Điều hòa rất là sâu, lạnh rất là sâu nhá. Đấy, hai khóa khiển đàng hoàng. Đây củ số của xe đây. Đấy, vô lăng đẹp, củ số đẹp các bác nhá. Đấy, trần nỉ ghế da. Mẫu xe được mang tên là Kia Morning, sản xuất năm 2018, bản số sàn. Máy của xe là 1.2. Đấy, cực kỳ ít xăng luôn, chỉ tầm khoảng là 4 lít đến 5 lít trên 100 km thôi các bác nhá. Đấy, sản xuất năm 2018 đấy ạ. Đấy, với được sơn của xe rất là đẹp. Đấy, form dáng của xe thì các bác biết là đã được lên form mới rồi đúng không ạ? Một dàn ốp rất là dày, thân vỏ đẹp, máy số ngon, keo chỉ zin, máy số của xe là vẫn còn zin các bác nhá. Đấy, máy số zin nguyên hết luôn. Gương kính điều chỉnh điện, đây các bác nhìn, được làm toàn bộ ở đây. Đấy, kính một chạm auto các bác nhá. Đấy, mốc chốt khóa của xe rất là sáng đẹp này các bác nhìn này, rất sáng đẹp luôn. Sàn thì đó là sàn nỉ được bọc da bên ngoài rồi. Vô lăng đẹp đây các bác nhìn cho em. Hiện tại thì em đang quay sơ qua để các bác xem các bác thấy về độ chất của chiếc xe này như thế nào. Các bác quan tâm mời các bác qua trực tiếp tại siêu thị ô tô Hải Dương có địa chỉ 90.2 Trường Sinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương nhá. Giới thiệu với các bác là bên em có một con nữa đời 2013 thì bên em đang bán tầm khoảng 150 các bác nhá. Đấy, với lốp sơn là màu xanh. Còn này con này của em thì với lốp sơn là màu kem đây. Nhìn rất là đẹp mắt đúng không ạ? Máy số bên em kiểm tra toàn bộ rồi, các bác yên tâm về máy số thì tình trạng chất lượng của chiếc xe này các bác nhá. Các bác hãy xem hết video xong alo cho bên em theo ba số điện thoại là 093 8586307 và 0389000555, ba số hotline, ba số bên em dùng Zalo. Các bác kết nối Zalo để chi tiết hơn về mẫu xe này và những mẫu xe khác bên em đang có đang bán các bác nhá. Rất nhiều xe luôn ạ. Đây các bác xem này. Đấy, keo chỉ mép bánh cửa đây có nhìn này. Đấy, vẫn còn zin nguyên này. Tắp ni tắp nô của xe sáng đẹp như mới. Đây các bác xem. Đây nhá. Những con bù đông ốc vít của xe vẫn còn là chấm sơn màu đây các bác nhìn này, màu trắng này đúng không ạ? Đây. Bù đông ốc vít đẹp, móc quá đẹp. Đinh tán cột kèo của xe là vẫn còn zin nguyên hết các bác nhá. Bộ ghế da của xe là ghế da loại tốt. Đấy, ghế da loại tốt đây. Các bác có thể nhìn. Đấy, tắp đi tắp nô sáng sạch sẽ. Tất cả chức năng của chiếc xe đang hoạt động bình thường, không có bị thiếu chức năng nào các bác nhá. Đấy, những công tắc phím bấm của xe còn rất đẹp này. Đấy, màn hình giải trí zin nguyên theo xe. Đây có cổng USB và AUX kết nối điện thoại. À, tiếp theo nhá, tiếp tục nhá. Đây các bác xem này. Đấy, lái nhẹ, côn số lái của xe thì cũng rất là nhẹ. Đấy, phanh ăn, phanh tay, phanh chân rất là ăn các bác nhá. Đấy, rất là ăn luôn. À, mời các bác cùng đón xem những vị trí tiếp theo của chiếc xe. Đây, các bác ngắm đây. Xe đẹp cả xe luôn, đẹp đều cả xe luôn các bác nhá. Với số tiền các bác bỏ ra để mua là hơn 200 triệu, và cụ thể giá các bác hãy gọi điện cho bên em để chốt giá đẹp, chốt giá cuối cùng cho con xe này các bác nhá. Đây ghế da của xe đây. Đấy, kỳ ok luôn này. Đấy, kỳ ok luôn. Chân nỉ đẹp nhá. Cửa đóng mở êm ái nhẹ nhàng. Đây các bác xem. Thân vỏ căng đều. Đấy, rất là khít, rất là căng đều đúng không ạ? Hình thức thì các bác nhìn trên video này. Còn những cái vấn đề mà các bác không nhìn thấy để chất lượng mà các bác không nhìn thấy thì bên em sẽ cam kết đảm bảo hoàn toàn để các bác yên tâm các bác nhá. Đấy, đèn trước đèn sau rất mới luôn, kể cả như đèn gầm trước đèn gầm sau đúng không ạ?
bây giờ thì em mở cốp ra cho các bác ngắm nhá. Đấy, cốp của xe được bấm bằng điện. Đây, cục phía đằng sau đây ạ. Cho xem. Lốp dự phòng của xe được làm ở dưới nhá. Có gạt mưa phía sau này. Đấy, chi tiết đầy đủ. Các bác xem thêm hình, các bác kết nối Zalo cho bên em để bên em gửi hình chi tiết cho toàn thể các bác mình cùng xem nhá. Đây. Các bác thấy xe ok không ạ? Các bác ngồi rảnh tay nhấn like, nhấn chia sẻ ủng hộ em nhé. Và mình nếu mà muốn xem thêm những con xe khác trong những thời gian tiếp theo thì mình đăng ký kênh, nhấn theo dõi nữa để cùng đồng hành với bên em trong những video, trong những thời gian tiếp theo. Đây, các bác xem đây. Rất ok, đúng không ạ? Rất ok luôn. Đấy, cửa đóng rất là êm nhẹ. Kính của xe được dán rồi. Kính của xe cũng là kính zin nhá. Chi tiết đầy đủ. Bên em ship xe toàn quốc nhá. Bác nào mà mình không đến xem xe được trực tiếp tại bên em thì bên em sẽ có chương trình đánh xe đến tận nhà, mang xe tới tận nơi cho bác kiểm tra mình xem. Ưng thì lúc đấy mình mua, không ưng thì bên em lại cho về bác nhá. Cách cửa đây, đồ nhựa rồi tất cả những đồ đạc của xe còn rất là liền lạc, đúng không ạ? Rất là liền lạc luôn. Vô lăng gật gù các bác nhá. Đấy, như vậy thì tương đối là đầy đủ chi tiết để nội ngoại thất rồi, đúng không ạ? Bây giờ em mời các bác xem nốt này, xong là mời các bác xem gầm máy nhá. Đây các bác xem, sơn xi rất đẹp. Sơn xi xe rất đẹp luôn. Đèn đóm trước sau, rồi đèn gầm, thì các bác nhìn này, rất là mới, đúng không ạ? Xe này biển 34, gốc 34 các bác nhá. Bác nào muốn sang tên đổi biển, bên em hỗ trợ cho rất là nhanh gọn luôn. Rút hồ sơ thì chỉ mất nếu mà nhanh một hôm, còn thì nếu mà chậm chậm thì chỉ là 2 hôm thì có thể là rút hồ sơ cho các bác được nhá. Vì biển Hải Dương rồi, cho nên là rất là nhanh. Con này với thiết kế là 4 máy 1.2 các bác nhá. 1.25. Đây máy của xe đây. Máy của xe rất là mới luôn. Đây các bác nhìn này. Máy cực đẹp nhá. Máy số của con xe này thì các bác không chê được. Một chiếc xe đời cao, xe còn kỳ ok. Không lỗi lầm gì cả. Bên em bao và đảm bảo cam kết cho tới toàn thể các bác. Nên là xe không có lỗi tai nạn, đâm đụng và vấn đề là ngập nước, thủy kích các bác nhá. Đấy. Sai bên em nhận lại xe và hoàn lại tiền cho bác mình 100%. Đây ạ. Đấy, gầm sàn đây, em mời các bác xem ngắm nốt này. Ma bô lê cua lốp đẹp, gầm sàn nét căng. Đây các bác ngắm nhá. Máy số zin, keo chỉ zin. Xe không lỗi lầm gì các bác nhá. Yên tâm dùng. Riêng mẫu này thì các bác mình yên tâm tuyệt đối về chất lượng các bác nhá. Dạ vâng, chiếc xe này thì em đã giới thiệu và quay kỹ cho bác mình xem xong. Các bác liên hệ sớm để chốt giá đẹp cho con xe này. Địa chỉ và số điện thoại đây. Và một số nữa là 0335 838389. Nếu mình điện số kia bị bận thì hãy liên hệ cho bên em theo hai số đó các bác nhá. Số đó mà hai số đó mình gần thì này, tiếp tục liên hệ cho bên em theo cái số mà em đọc. Vâng, em đã quay xong, xin tạm dừng và kết thúc video. Cảm ơn bác đã quan tâm ủng hộ đến siêu thị ô tô Hải Dương các bác nhá. Xin cảm ơn ạ.